Hello, chào các bạn. Bữa nay do trời mưa quá mình không có đi đâu quay được, cho nên mình ở nhà. Bữa nay mình làm món gà nổ muối cho các bạn xem tham khảo. Đây là một con gà ác mình mua ở ngoài chợ các bạn. Đi lộn, gà này gà tre chứ. Mình mới mặn xong rồi các bạn. Đây là sả và lá chanh và hạt nêm, đường, bột ngọt. Còn đây là sả mình mới băm xong. Đây là muối, muối hột ăn mình đó nha các bạn. Để mình ướp gia vị vô con gà rồi mình làm cho các bạn xem. Đây, bắt đầu mình ướp gia vị vô các bạn ơi. Đây là hạt nêm, sả mình bầm sẵn rồi cho nó đỡ tốn thời gian. Bữa nay mình ra vườn làm không có đi đâu quay hết các bạn, giờ thời tiết sáng giờ mưa quá. Mình ấp con gà vô rồi mình bắt xa nó các bạn, rồi nó thấm gia vị vô. Dưới mình cũng bắt nồi bếp lửa xong rồi. Làm bếp chuyên nghiệp các bạn. Dồn xả đồ vô, hạt nêm đồ vô. Dồn đồ vô trong các bạn ơi, dồn bộ đồ lòng mới nãy mình mặn á, dồn vô trong luôn, với đường, hạt nêm, bột ngọt, sả rồi mình cũng dồn vô luôn cho nó thấm. Rồi mình bắt đầu massage, mình massage lâu lâu chút cho nó thấm mới ngon các bạn. Gà này là gà tre, không có bự được, chỉ có con này tầm cỡ 900 g rồi. Nãy kiếm con bự mà không có. Để mát xa chút thì nó thấm lâu lâu chút. Mình chế muối vô các bạn ơi, mình biết đợi gà thấm mình đổ muối vô. Này cũng tầm có 1 kg muối cho lại các bạn, gà mình nhỏ. Là mình rải một lớp củ sả lên.
chiếc này nổ chắc hơn cái nồi quá rồi bạn ơi. Mình để một ít lá chanh vô cho nó thơm rồi. Chanh thêm đi em. Bắt đầu mình đẩy gà lên các bạn ơi. Xong các bạn ơi, bắt đầu mình đem đi lên bếp lửa thôi. Món này cũng rất đơn giản. Họ lấy đậu dặn luôn. Mình lấy tấm ớt đậy lên các bạn ơi, không thôi nó nổ bay nắp dung rồi. Bữa nay sao trời mưa suốt ngày luôn, giờ này mới tạnh mình ra ngoài vườn mình làm cho các bạn xem. Một hồi giật nó muối nó nổ bốc bốc sao, một hồi cho lên lò nướng nổ muối thì chín rồi nghe các bạn. Để mình mở nắp ra coi. Wow, ngon quá các bạn ơi, thơm quá, thơm quá, chảy nước miếng luôn rồi. Khá ngon bạn ơi, giờ hấp dẫn quá. Muối tròn luôn ơi, hấp cỡ nửa tiếng mới chín các bạn. Để mình gấp ra dĩa. Dạ quá ngon rồi nha các bạn. Quá hấp dẫn. Sau một hồi mình cho hấp muối là nó chín rồi các bạn. Mời cả nhà ăn nghe. Gà này gà tre các bạn ơi, rất là đã. Còn nóng quá. Nóng quá. Nóng nha. Anh Phước cái đi. Chấm muối đi. Đấy, ba xé kìa. Quá ngon rồi bạn ơi. Đùi kia ăn, ăn cái đùi nó ngon. Còn nóng quá các bạn ơi, khó xé. Đây đây. Còn khỏi chấm muối, cầm chắc nha, cầm hai tay. Cầm chắc. Nóng không? Không. Nóng rồi. Từ từ. Để hỏi chưa? Chấm mày bắt không? Ngọt không? Quá đã các bạn ơi. Thì mình ra ngoài vườn mình ăn cho nó mát quá các bạn ơi. Rồi còn nóng quá. Đã quá. Nóng quá khó xé quá các bạn ơi. Quên lấy cái kéo à. Đóng kìa. Sẽ được. Rồi sẽ. Nóng quá các bạn ơi, để mình lấy đũa sẽ. Quá gà luôn.
ngon nè. À, đây là đậu lòng nha các bạn. Này mời xả, mình bỏ xả đi. Ngon quá, quá. Ngon. Làm gì mà các bạn đi. Đã quá các bạn ơi. Đã bạn ơi. Gà mình ăn với bóc tay nó mới ngon các bạn. Nó ngọt mà nó thơm mùi xả với chanh nữa. Đã quá. Dưới gà này gà tre nó ăn nó rất là ngon. Sừng để phía ngoài đi con. Rồi giật xuống hầm cho cá đi. Đã không? Đã. Chấm muối không? Ôi, ta chấm. Xé tiếp các bạn ơi. Nóng quá. Mẹ ơi. Nóng à. Ăn á mẹ ơi. Con gặp hai giò đi. Ăn cá này chút ăn. Rồi con ăn hai cá đi. Ôi ơi. Rồi nhảy đi ba ơi, con sống. Ổn. Rồi mình ăn cái mời. Phải chấm muối à. Ớt các bạn ơi. Bạn miếng rồi. Cái kỳ đời. Luôn á. Món này làm thêm xì gũ ra là tới nách luôn các bạn. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn. Chào các bạn. Các bạn nhớ like đăng ký cho mình nha. Chào bạn nha. Nhớ ấn vào cái chuông để xem clip mới của tụi mình nha các bạn. Bạn.